Thank you.
được tới phần này là trời mưa các bạn nè, thấy mưa râm râm nè. Mình làm được cũng gần xong nha các bạn. Gắn môi gần gắn mấy cái lót dán nữa là xong các bạn. Đó. Cái này mình ốp bằng cái nhôm, vi nhôm, vi hai nhôm. Đó, mình quay sơ bộ cho các bạn xem nó là vậy nha các bạn. Rồi lót dán nữa là xong á. Sơn rồi nữa các bạn. Đó, mà đang mưa nên ngưng không làm được nữa các bạn. Mình quay là ướt máy rồi. Đó. Các bạn rồi thôi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thật sự mình cũng muốn làm cho nó xong luôn các bạn, nhưng mà mình không có thời gian. Thấy vậy chứ làm nó rất là lâu nha các bạn, từ tỉ mỉ, từ chút chứ lâu quá trời lâu luôn. Với lại hôm nay trời mưa các bạn, trời đang mưa râm râm không có làm được nữa, nên là tới đây là ngưng bữa nào rảnh mình làm nữa. Chứ cái này không có làm mà xong liền được các bạn. Nên các bạn xem video cũng thông cảm nha. Thật sự mình cũng muốn làm cho nó hoàn thành để cho các bạn xem như thế nào nha. Nhưng mà lâu lắm các bạn ơi. Thấy vậy chứ làm lâu dữ lắm. Rất là lâu các bạn. Đó, thôi tạm các bạn xem đỡ nhiều hay nhiều các bạn. Thôi bữa nào xem tiếp các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, nhớ đón xem tập tiếp theo của mình nha. Mình quyết tâm làm một tập nữa là sẽ kết thúc nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.